Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại với Thi Đen TV. Hôm nay trời mưa, mình là nhớ về Sài Gòn. Như nhớ về một thời xa xưa mà mình đã xa vùng đất đó mấy năm rồi. Cái mình không thể quên ở Sài Gòn đó là những món ăn. Mà nói đến món ăn nổi tiếng nhất Sài Gòn, không gì khác là cơm tấm. Và hôm nay mình sẽ vào bếp để tìm lại một chút hương vị xa xưa mà mình đã xa, như xa một thời tuổi trẻ. Mình sẽ vào bếp làm món ba rọi nướng theo phong cách cơm tấm. Trước tiên mình cho đường, khá là nhiều đường. Mình không phải là người miền Nam nhưng mà mình cũng khá là hợp với khẩu vị của người miền Nam, tức là ăn ngọt khá nhiều. Mình trộn lên nhé mọi người. Trộn cho nó thấm thôi. Ok, tiếp theo mình sẽ cho tương đen, tức là xì dầu. Tiếp tục trộn nào. Thịt mình chọn đó là thịt ba rọi. Tiếp theo là nước mắm. Nước mắm giàu vị đạm. Thông thường thì người ta nướng thịt cho cơm tấm, thường người ta có các loại như là sườn hay là ba rọi, nhưng mà mình lại thích ba rọi hơn bởi vì nó mềm mềm mềm, nó rất là dễ ăn. Đó là về sở thích của mỗi người thôi. Mình thêm nước mắm vào. Đấy. Như mình đã nói thì mình khá hợp khẩu vị với người miền Nam. Mình thích những cái gì đậm đà, mặn mà, ngọt ngọt và chua chua. Cho nên mình sẽ thêm một thứ rất đặc biệt mà mình tin chắc chắn rằng những nơi khác thường rất ít người sử dụng thứ gia vị này. Và một điều chắc chắn, khi mà mình ướp thứ này nó sẽ rất là ngon. Đó là chân dây. Đấy. Bởi vì mình thích chua chua ngọt ngọt mà. Chân dây nó vị chua chua ngọt ngọt và cộng thêm cái mùi thơm của nó nữa, nghĩ đến là mình đã thấy thèm rồi. Cây chân dây này thì ở quê mình không thiếu. Cái loại này nó gọi là nó rất tốt cho sức khỏe. Nó giúp người ta giảm stress này khi mà uống nước chân dây này, hay là hạ huyết áp này. Nói chung là nó rất có ích. Và một trong cái ích được mình đưa vào đó là ướp với thịt ba rọi và tiếp theo là tiêu, một thứ không thể thiếu trong các món ướp. Cái gì chứ tiêu thì ở quê mình cũng không thiếu. Quê mình tiêu điều lắm. Tiêu điều thì quê mình không thiếu nha. Trồng bán không hết. Tiêu là phải đi với ớt. Đấy, ớt bột nha. Ớt bột. Rồi, ok.
Các bạn, gia vị mình ướp càng lâu thì nó càng thấm, nó lại càng ngon. Mình cho thêm bột ngọt. Bạn nào ăn được bột ngọt thì cho thêm bột ngọt. Nói chung mình cứ cho tất cả những cái thứ gia vị gì trong bếp của mình có. Càng nhiều nó lại càng ngon thôi. Không có vấn đề gì cả. Miếng thịt như thế mình cảm thấy nó hơi dày ấy. Nhưng mà không sao. Quan trọng là khi nướng xong, miếng thịt nó mềm, nó chín vừa tới thôi. Mình ướp càng kỹ thì khi đó, khi nướng nó lại càng ngon, nó lại càng mềm. Rồi tiếp theo đây là Hello. dầu cà ri. Cà ri thì ở mình trồng cũng khá là nhiều, cho nên mình không tiếc nó. Cà ri. Cho nó vào thứ nhất dầu để mình giữ cho nước ở trong thịt nó không có chảy hết ra ngoài, để miếng thịt nó còn mềm. Và thứ hai, cà ri nó sẽ tạo mùi thơm và đồng thời nó cũng tạo ra một cái màu đỏ rất là bắt mắt. Nói chung là vừa ngon cả cái miệng, vừa ngon cả con mắt. Trộn đều nó lên. Sau đây sẽ là một phần hết sức quan trọng của món ăn, một phần không thể thiếu của các món thịt nướng. Đó là nước chấm, nước mắm đường. Cái này thì làm đơn giản thôi. Cho đường và nước mắm vào tỷ lệ ngang nhau. Nấu nó lên. Sau đó để nguội. Đó, mình thêm đường, các bạn thấy không? Thêm đường vào và nấu cho nó tan ra. Quay đều, quay đều. Rồi xong rồi. Xong rồi mình lắc. Xong mình đổ ra chén thôi. Đổ ra chén và để nguội. Sau đó mình cho ớt vào. Thế là ăn được với thịt thôi. Cái này mình cho hơi nhiều đường rồi. Nó hơi sệt một tí. Lần sau mọi người rút kinh nghiệm là cho ít, bớt lại một xíu đường đấy nhé. Nó vừa sệt thôi, cái này hơi sệt rồi. Nhưng mà không sao, nó vẫn ngon. Mình tốn đường một tí thôi. Đấy, đây là thịt. Thịt ướp cũng khá khá rồi. Ok, như vậy là tất cả các công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành. Và sau đây chúng ta sẽ cho nó vào lò. Mình sử dụng lò điện thay vì mình nướng bếp than. Nướng bếp than thì nó trông là dân dã hơn.
Tuy nhiên nó chín không đều bằng bếp lò điện này đâu. Lò điện này nó chín đều. Và bây giờ lò đã nóng lên thì thịt khô hay thịt tươi đưa vào thì nó cũng chín mà thôi. Chín thì chắc chắn chín rồi, nhưng mà không để nó cháy nha mọi người. Cho nên mình bật nhiệt độ vừa phải và canh giờ. Đấy, mình zoom lại cho mọi người thấy từng hạt tiêu này, hạt chân dây này nó còn bám trên đấy. Quá tuyệt vời. Nhiệt độ mình nấu khoảng 230 độ C. Mình cốt nấu làm sao cho thịt nó mềm, nó còn giữ được vị thơm của các loại gia vị, đặc biệt là chân dây. Đấy, chín một mặt rồi này. Được một mặt rồi. Mình đem nó nhúng tiếp vào gia vị. Thì mình trở lại mặt khác. Cho hai bên đều chín đều. Và được thấm gia vị ướp. Cái quan trọng là gia vị đấy mọi người. Khác nhau món ăn là ở chỗ chúng ta biết ướp. Ok. Tiếp tục nào. Đấy, lò nó tiếp tục nóng lên. Và sau hơn 1 tiếng đồng hồ, thịt đã chín. Chúng ta sẽ lấy nó ra. Chúng ta đã hoàn thành hầu như là 80% các hạng mục của món ăn thịt nướng chân dây. Ba rọi nướng chân dây. Thơm phức. Thơm cái mùi chân dây. Thịt nướng chân dây. Quá thơm. Mình sẽ ăn chung với cà chua và nước mắm, nước mắm đường, dưa leo. Cắt thịt ra nó mềm mềm. Thịt nó mềm, nó không bị cứng, nó còn giữ lại hầu như là nước ở bên trong và vị thơm bên ngoài. Đó, một bữa cơm gia đình đạm bạc. Bữa cơm đạm bạc của tôi chỉ là như thế này thôi. Xin mời mọi người cùng ăn trưa.